Chào các bạn, hôm nay mình sẽ dẫn các bạn cách đăng ký dịch vụ on blocking chặn cuộc gọi và tin nhắn đến thông qua đầu số 18008198. Đầu số này gọi miễn phí ạ. Khi các bạn muốn đăng ký gọi 18008198, ngay khi có kết nối, các bạn bấm nhánh 184. Viettel kính chào quý khách. Vâng, cước thuê bao tháng là 7.000 đồng và để xác nhận đăng ký các bạn bấm phím 1. Vâng, và sau đó hệ thống cũng sẽ nhắn tin về thông báo xác nhận đăng ký thành công ạ. Ở đây ạ. Quý khách đã đăng ký thành công dịch vụ chặn cuộc gọi và tin nhắn Call and SMS Blocking, cước thuê bao 7.000 đồng một tháng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Mời các bạn đón xem các video tiếp theo về các cách đăng ký dịch vụ khác. Xin chào các bạn.